Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: có một người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 nén, người khác nữa 1 nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lời được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung tín, trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bề trên, quý cha, quý ban hội đồng mục vụ, quý sơ và toàn thể anh chị em giáo dân. Mỗi người chúng ta khi sinh ra ở trần gian được Chúa trao cho những khả năng mà trong đời tin mừng gọi là những nén bạc. Có người thì được nhiều, có người được ít. Những khả năng đó có thể là những khả năng về tinh thần, về thể xác và về vật chất. Những khả năng tinh thần, thí dụ như có những người sinh ra đã là những người đạo đức, khôn ngoan, ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ thương. Hoặc là có những người được sinh ra để Chúa cho khỏe mạnh, có sức khỏe, không có dị tật. Và có những người khác Chúa ban cho khả năng, thí dụ như gia đình cha mẹ khá giả, cho nên không hề thiếu thốn chỉ về vấn đề vật chất. Nhưng mà cũng có những người lại không được như vậy. Có những người sinh ra thì chúng ta thấy có thể là bị cá biệt, chúng ta bị gọi là cá biệt, tính tình khác thường, ăn nói cộc lốc vân vân. Có nhiều người khác thì lại bị các cái bệnh tật về thể xác, đau yếu luôn. Và có những người khác thì thí dụ như gia đình khó nghèo, cho nên suốt đời cũng chỉ sống trong cái mức độ nghèo khổ. Thì cái điều quan trọng không phải là người này người kia được nhiều được ít, mà quan trọng là mỗi người phải tận dụng những điều mà Chúa ban, những cái khả năng Chúa ban đó để làm lợi ích cho Chúa và cho giáo hội. Người được nhiều thì dĩ nhiên không thể vì vậy mà mình khinh người khác được, rồi có thể đi đến chỗ lười biếng. Và người được ít thì không phải vì vậy mà mình mặc cảm, mình có ít cho nên thôi thì tôi chẳng làm gì cả. Giống như cái anh chàng có 1 nén đem chôn ấy. Mỗi người phải tùy cái khả năng của mình để tận dụng những cái nén bạc, những cái khả năng Chúa ban cho để làm ích cho chính bản thân mình, cho phần rỗi của mình và cho phần rỗi của giáo hội, của người khác.
Chúng ta thấy như Thánh Alberto đã được Chúa ban cho, dĩ nhiên là rất nhiều những khả năng, đặc biệt về khả năng về tinh thần, sự thông thái, rồi đạo đức thánh thiện. Và Ngài đã tận dụng cái khả năng đó để trở thành một bậc thầy của giáo hội và của dòng Đa Minh. Ngài không phải vì nhận được nhiều hồng ân như vậy mà Ngài coi thường những người khác, mà Ngài vẫn yêu thương, vẫn khiêm tốn và chia sẻ những hồng ân đó cho những người khác. Thánh Alberto có một môn sinh, một học trò rất thông minh, đó là Thánh Thomas Aquino dòng Đa Minh. Thế mà bởi vì Thomas Aquino là người rất trầm tĩnh, lúc nào cũng suy niệm lời Chúa, cho nên Ngài ít nói. Bởi vì vậy những người bạn, những người cùng lứa với Ngài thì kêu Ngài là gọi là con bò câm, gọi Thánh Thomas Aquino là con bò câm. Thì Thánh Alberto cả nghe những học trò khác gọi như vậy thì nói rằng, ta nói cho các con biết, con bò câm này đó, sau này nó sẽ rống lên trên toàn thế giới. Có nghĩa là nói tiên tri về Thánh Thomas Aquino sau này sẽ trở thành một vị đại tiến sĩ, thần học gia của giáo hội và của toàn thế giới. Thế cho nên Thánh Alberto đã sử dụng khả năng của mình để giáo huấn, để làm ích cho người khác và làm ích cho giáo hội. Ngày hôm nay tu viện Alberto mừng 60 năm thành lập. Đây là một cái cột mốc rất là quan trọng. Và tôi có cái may mắn là trong tiểu sử 60 năm đó của tu viện Alberto thì tôi đã ở tu viện Alberto này cũng tới 35 năm rồi, hơn một nửa rồi. Và cũng được cái may mắn là có sự liên đới với cái tu viện Alberto này ngay từ lúc khởi đầu. Tôi nhớ ngày mùng 5 tháng 10 năm 1958 thì khánh thành cái nhà mà bây giờ các cha đang ở đây gọi. Mà lúc đó cái khi mà khánh thành đó thì không gọi là tu viện mà là học viện giáo hoàng Alberto từ ngoại Bắc di cư vô. Lúc đó các cha chưa có ở đó. Thì mãi năm sau khi mà dòng mua được đất ở cái trường bên này thì lúc đó mới đưa các thầy học viện Alberto sang bên đó. Và lúc đó tức là đến năm 59 mới lập tu viện Đa Minh Alberto ở cái nhà đó. Thì tôi nhớ cái ngày mà gọi là khánh thành cái nhà nó rất đơn sơ. Lúc đó nó mới chỉ có cái nét cái nhà đó thôi, và cái nét cái nhà L này chút xíu, mà nó chỉ có một trệt một lầu thôi, chứ chưa hai lầu như bây giờ đâu. Có một trệt và một lầu thôi. Thì trong nghi thức khánh thành đó rất là đơn giản, mà cũng là cái ngày mặc áo dòng cho 7 tu sĩ Đa Minh Việt Nam lần đầu tiên ở miền Nam sau khi di cư. Thì trong số những anh em mà mặc áo dòng cái ngày mùng 5 tháng 10 năm 1958 đó, có cha Nguyên giám tỉnh đi Châu Trân, năm nay Ngài đã 87 tuổi và bắt đầu đã lẫn rồi. Rồi một cha nữa thì là cha Tuyên cũng đang ở bên Mỹ. Và một thầy trợ sĩ chính là thầy Hoàng, thầy đã qua đời năm 78. Còn những người khác, 7 người mặc áo hôm đó thì có những người khác đều xuất dòng hết. Thì trong cái nghi thức vừa là mặc áo dòng và vừa là làm phép cái nhà này thì hôm đó thì tôi nhận thấy có sự hiện diện của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh lúc bấy giờ ở Sài Gòn. Có Đức Giám Mục Ngô Đình Thục, có Đức cha
Trương Cao Đại, và dĩ nhiên có cha bề trên Phủ Thịnh, lúc đó chúng tôi vẫn gọi là cha chính, tức là Nguyễn Tri Ân, nhận mặc áo dòng của bảy thầy hôm đó. Thì cái nghi thức rất đơn giản, làm ngay cái góc này thôi, ngay ở cái hành lang thôi, rất đơn giản. Đó. Rồi sau khi làm phép rồi thì đương nhiên để giáo dân được mời lên xem các phòng ở trên đây ở mà. Các thầy chủ viên ở thì ở một cái phòng lớn luôn. Thì tất cả chưa có phòng nhỏ, phòng lớn hết. Thì tôi nhớ là có mấy bà, gọi là các bà mẹ công giáo lúc đó cũng được mời lên. Mà lúc đó chúng ta nhớ là năm 58, cái nếp sống của thành phố này lúc đó nó cũng chưa có phát triển nhiều. Không có mấy nhà mà có gọi là lát đá, gọi là đá gạch bông á, gạch hoa, gạch bông. Mà trong cái đó tu viện đã lát cái gạch bông đỏ đỏ như bây giờ này này. Thầy mấy bà lên và trời ơi, nhà các cha sao mát mà đẹp như thiên đàng vậy. Và tu thế này sướng quá. Thế đấy là cái ấn tượng đầu tiên. Cho nên cái tu viện này là cái nhà duy nhất mọc lên lúc bây giờ. Và dĩ nhiên là không có điện, thì tu viện lúc đó phải có máy điện riêng. Cho nên cái ngày mà cái đêm mà khánh thành đó, tự nhiên tất cả các đèn neon ở trong cái tu viện nó bật sáng lên, nó giống như một cái tàu ở giữa biển đen, xung quanh là toàn là vườn, là những cái vườn trồng cây, rồi có những cái giếng của người Nam ấy, có cái cây cái giếng người này, hai bên đầy như thế, suốt từ đây ra răng ra cả, không có cái nhà nào hết. Thì đấy chúng ta thấy cái đấy cái năm mà khánh thành và làm phép cái tu viện này, năm 5 tháng 10 năm 1958, gọi là như vậy. Hôm đó thì tôi mới là đệ tử thôi, đang ở Vũng Tàu học lớp 11, thì cũng được về để tham dự cái nghi thức đó. Và vì thế mới chứng kiến cái nghi thức như vậy. Nó rất đơn giản nhưng mà nó rất là trang trọng lúc bây giờ. Và đặc biệt là lúc đó cái tinh thần tu trì, chúng ta biết đến hồi đó nó còn kỷ luật lắm, rất nghiêm khắc. Tôi nhớ là những năm 60 chẳng hạn, lúc đó tôi cũng đang học ở đây, năm triết 1, triết 2 ở đây. Ở bên chủng viện bên này, tức là cái nhà mà nhà trường nhà chiếm bây giờ đây. Lâu lâu họ các thầy cũng mượn được cuốn phim chiếu, cuốn phim 16 ly đó, đen trắng để chiếu cho các thầy coi, năm một hai lần à. Thế thì các thầy Đăng Minh cũng được mời sang, mà dĩ nhiên phải mặc áo dòng và đi giày sang. Và cha Liêm lúc đó là cha giáo của các thầy Đăng Minh nói rằng các thầy chỉ được coi cho đến đúng 9 giờ là phải về ngủ. Đã thấy không? Chẳng thà đừng coi, chứ đang coi cái phim lúc nó gây cấn nó hay nhất thì bắt lên ngủ. Thì hôm đó cũng đang coi dở dang, thế thì cha Liêm xuống nói các thầy Đa Minh lên ngủ. Thế là lên thôi, chả có ai dám nói gì cả. Vừa mắc cỡ với các thầy bên chủng viện, vừa phần nào đó cũng cảm thấy nó bị áp ức chế rồi. Và dĩ nhiên lúc đó chúng ta thấy cái tinh thần đạo đức nó còn rất là quyết liệt. Thì đấy, cái hoàn cảnh, cái tinh thần tu lúc bây giờ vào năm 58, năm 58, năm 59, 60, nó là như vậy. Đấy, và cứ như thế với một cái khởi đầu rất là khiêm tốn. Và ngày nay tu viện Thánh An Bê Tô đã trở thành một tu viện lớn, nhà mẹ, phải nói là cái nhà mẹ, nhà gương mẫu của tỉnh dòng Đà Minh Việt Nam. Và nơi đây đó là cái trụ sở của tỉnh dòng nhiều năm, từ ngày thành lập cho đến năm 2004 mới di rời sang 229 Võ Thị Sáu, nhà nơi tôi đang ở ngày hôm nay. Thì đấy, chúng ta thấy trong suốt 60 năm qua, trải qua không biết bao nhiêu biến cố, bao nhiêu cuộc chiến tranh đó, thì nhà thờ Ba Chuông vẫn còn đó, tu viện vẫn còn đó,
và vẫn là một nơi để giáo dân đến học hỏi và cầu nguyện, và càng ngày càng trở nên sầm uất hơn. Chỉ vì những năm 60 thì lúc đó mới có xây nhà thờ, chính xác là năm 62 mới xây nhà thờ, thì lúc đó mới có thánh lễ ở đây. Mà lúc đó một ngày chỉ có hai lễ thôi, sáng một lễ, chiều một lễ. Còn bây giờ thì chúng ta thấy Chủ nhật, nhất là ngày Chủ nhật, chúng ta có tới 8 lễ. Thì đấy, cái sự phát triển một cái, từ một cái bắt đầu nó rất khiêm tốn như thế, mà cho tới bây giờ trở thành một cái trung tâm mục vụ sầm uất của giáo hội. Thì tất cả những cái đó, đó là hồng ân Chúa ban cho anh em các cha ở trong tu viện. Và sở dĩ tu viện được những hồng ân, những đời hồng ân đặc biệt đó là bởi vì có những cha anh trước đây, các ngài đã từng sống ở trong cái tu viện này, là những người, những bậc đáng kính, những người mà rất đạo đức, cho nên để lại cái dấu ấn đạo đức cho cái tu viện Đà Minh Ba Chuồng này. Thì dĩ nhiên các vị đó phần lớn hầu hết đã được Chúa gọi về. Và như vậy là trong 60 năm lịch sử của tu viện An Beto thì đã có tới 13 vị là cha bề trên và cha xứ của giáo xứ này. Và đây là 13 vị đã từng làm cha xứ và là bề trên của tu viện này tính từ năm 58. Thứ nhất là cha Hiển, cha Thành, cha Vang, cha Hộ, cha Cương, cha Liêm, cha Hòa, cha Tất Trung, cha Thịnh, cha Hiệu, cha Bắc, cha Chỉnh, và cho tới ngày hôm nay là cha Tam, là đương nhiệm. Thì trong số 13 vị này thì có đã có 5 vị qua đời cũng ở cái tu viện này. Thì đấy, tôi nêu lại một số nét về cái tu viện Thánh An Beto này để chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì tất cả điều tốt đẹp Chúa ban cho tu viện cũng như Chúa ban cho giáo xứ Đà Minh Ba Chuồng. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ các anh chị, anh em sống trong tu viện được sống càng ngày càng gắn bó hơn với ơn gọi của mình, trở thành chứng tá cho những mọi người biết đây là một cộng đoàn yêu thương và sẵn sàng phục vụ mọi người và sẵn sàng đem lời Chúa đến cho mọi khắp nơi, cho mọi người, để nước Chúa càng ngày càng được phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn cộng đoàn. Xin cảm ơn.